Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên hôm nay thời tiết khá là đẹp, sáng sớm se se lạnh nhưng sau đó nắng lên với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ thời tiết nắng nóng hơn, nhất là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày khá nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 34 đến 35 độ. Với nền nhiệt như thế này thì các thành phố gồm Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ chỉ số UV lớn hơn 10,5, mức cực đoan có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Vì vậy mà người dân có việc cần ra đường hoặc lao động ngoài trời trong 3 ngày tới, nhất là thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày thì cần che chắn, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ. Trở lại với thời tiết miền Bắc, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng sớm có sương mù kèm theo mưa nhỏ một vài nơi. Thời tiết ẩm nhưng về đêm chỉ cần đắp chăn mỏng là có thể đủ ấm. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất khu vực Bắc Bộ phổ biến là từ 24 đến 27 độ. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ khá là ổn định và thấp nhất phổ biến là từ 15 đến 18 độ, cao nhất là 23 đến 25,5 độ. Mặc dù không nhiều nhưng hiện tượng nồm ẩm cũng có thể xuất hiện trong điều kiện thời tiết như thế này. Cụ thể, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18-25 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 17-27 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18-25 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18-24 độ, độ ẩm 85-90%. Dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi các bản tin tiếp theo của NTV để cập nhật tình hình thay đổi của thời tiết. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!